Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Thì chúc mọi người có một ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm mà mình đã đặt trên Sen Đỏ vào cái đợt sale ngày 12 tháng 12. Thì này là bài Uno. Bài Uno này thì giá 1.000 trên Sen Đỏ nha mọi người. Cái sản phẩm này thì mình có dùng cái mấy cái mã giảm giá, mấy mã receipt á, nên là mà cái giá cái này nó khoảng 2-3 ngàn thôi, cộng thêm cái tiền hàng nữa là 1.000 nữa là khoảng 4.000 thôi mọi người. Thì mình đặt hôm ngày 12 tháng 12, thì hôm nay mình đã nhận rồi. Thì cái shop này có shop là tên là shop Khôi Nguyên ha mọi người. Thì hôm nay mình đã nhận được cái bài Uno ha. Bài cái sản phẩm này có tên là bài Uno cơ bản 108 lá loại giấy tốt ha mọi người. Thì mình review này thì mình chủ yếu là mình để những sản phẩm nào mà mình đang cần á, chứ mình không có mục đích quảng cáo cho shop hay mọi người, nên là mọi người cứ an tâm. Mình chỉ mục đích là mình review là cái nào tốt thì mình khen tốt, còn nào xấu thì mình nói xấu ha. Ai muốn mua sản phẩm thì mọi người có thể vào trong phần mô tả của video á, thì những sản phẩm nào mình đánh giá 5 sao á, thì mình mới bỏ trong mô tả của video ha. Rồi bây giờ về cái gói quà bên trong, thì mình gói quà bên trong bên ngoài thì mình thấy bên ngoài là họ họ chỉ gửi đặt một cái đơn của Sen Đỏ trên đây thôi, trên cái mỏ họ không có gói thêm một cái lớp nào nữa. Thì bề ngoài nó đã một hộp của bài Uno rồi. Bài Uno thì các bạn cũng như biết nhiều rồi, có thể xem trên mạng hướng dẫn cách chơi bài Uno ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ mở cái hộp hộp bài hộp mà đựng hộp ấy mà đựng cái bài Uno ra cho mọi người xem nha. Mọi người bình tĩnh ha. Nghĩa ơi, em vô em lấy giùm mình cái kéo đi Nghĩa. Các bạn đợi mình tí để nhờ thằng cu nó lấy giùm mình cái kéo để mình mở ra nha. Ở trong đó đó, đúng rồi. Ai đang xem video mình thì mọi người nhớ subscribe kênh giúp mình ha. Còn ai muốn mua sản phẩm này thì chờ mình đăng lên mà đánh giá cái sản phẩm này, rồi mọi người nhớ vô phần mô tả nha. Mình đã có cái kéo kéo rồi, cảm ơn cu. À, cái kéo mình mở cái này ra cho mọi người xem ha. Thì bề ngoài là họ không có gói gì cho, họ chỉ gửi một cái hộp rồi họ dán cái đơn đơn bên ngoài thôi, dán cái đơn bên ngoài thôi. Cắt cẩn thận chứ không thôi là bị rách cái là hư cái hộp, nó không có đựng được sản phẩm. Cái này nó dán hơi kỹ nên là lấy nó ra là sợ nó bị đứt á, thì cắt trúng cái mấy lá bài bên trong đó mọi người. Thì mình thật sự là mình không biết cái bài này nó có bao nhiêu lá, tại vì mình thấy mấy người trong văn phòng họ hay chơi á, mấy người trong công ty mình họ hay chơi, nên không biết bao nhiêu bài này là chơi như thế nào. Mình thử mua thử là tại thấy nó rẻ quá. Cái này nó hơi khó lấy ra quá. Cái này nó hơi khó lấy ra ghê luôn á. Đây. Đã mở ra được cái hộp ha. Rồi mình coi bên trong nó là cái bài như thế nào. Thì cái này á, nó ghi là bài bài Uno loại giấy tốt ha, 108 lá. Bên trong nó gục của nó có hai sấp. Có hai sấp bài nha mọi người. Bên trong có hai sấp bài. Thì để cái hộp này, cái hộp để đựng các bạn đừng dùng bỏ ha, các bạn để xài khi xài xong các bạn bỏ cái hộp. Về kích cỡ thì mình giống như thấy một cái bài bình thường, bài 52 lá ở Việt Nam bình thường ha. Nhưng mà nó có những con số nè. Số 1, số 2, số 3 nè. Cái này giống như là gì, quy luật á, quy luật để chơi mọi người. Thì cái này nó ghi bằng tiếng Anh phía sau hết đây. Mình đưa gần gần cho mọi người xem ha. Nó có ghi cái quy luật này kia như thế nào cho mọi người hết luôn, nó ghi sẵn hết trơn đây luôn. Đó, thì mọi người có thể dựa theo cái quy luật này được rồi để chơi ha. Đây trên đây nó cũng ghi luôn nè, hai cái loại bài, hai cái này, hai cái sắp nó khác nhau. Còn về cái giấy bên trong đó, thì mình thấy nó ghi là loại giấy tốt, thì mình thấy là cũng dày, giấy cũng hơi dày chút xíu ha. Mình chưa có mở ra để mình thử mở một lá cho mọi người xem thử coi nó tốt như thế nào. À, bên trong là bằng một lá bài này thì nó có chữ Ono ở phía mặt đít, còn phía trên là nó có một cái con số số 2. Số 2, số 6 là kia, mỗi con số nó đều khác nhau ha. Thêm cái nó có màu khác nhau.
Rồi cái chất lượng giấy thì nó theo mình thấy thì nó nói là gọi là giấy tốt thôi, nhưng mà thực chất là loại giấy mỏng nha mọi người. Đây, giấy bìa này không phải là bìa, cũng bìa cứng nhưng mà là bìa cứng hơi mỏng nha, chứ chưa có tốt mấy nha mọi người. Thì mình thấy này cũng gọi là tạm ổn, loại 1.000 như thế này thì gọi là tiền nào của nấy. Thì ai có nhu cầu muốn mua thì mình có thể vào phần mô tả của video ha. Thì mình thấy là nếu vậy cái shop này là đánh giá 5 sao là ok, bởi vì có 1.000 đồng mà mọi người đó, có 1.000 đồng thì với bộ bài như thế này thì rất là ok, ổn á, không không có nói là tệ đâu. Thì mình sẽ đánh giá shop này 5 sao. Rồi vậy là đã xong cái phần review cái sản phẩm là bài Uno trải 8 lá bài rồi. Thì hẹn lại mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye và tạm biệt.